Quý vị và các bạn trở lại với kênh giới thiệu âm thanh bãi của Minh Audio ở Đông Hà Nội. Hôm nay cửa hàng tôi giới thiệu đến các bác một đôi loa lời cực kỳ độc đáo và bắt mắt của Bose. Con này có mã là Bose 2001. Nó có cấu tạo loa bass loa chép thì cũng chả khác gì dòng 201 mà tôi vẫn thử bán. Nó là một luôn các bác nha, nếu nói về loa cổ loa. Bởi vì tại sao? Bởi vì nhà sản xuất nó phải tận dụng dây chuyền sản xuất của nó để nó lắp vào các cái sản phẩm họ. Nó chỉ làm mẫu mã ở đây là cái vỏ loa. Bề cao là 28 cm, bề ngang là 26 và bề sâu tầm 20 cm. Loa có thiết kế cái màu sắc cực kỳ bắt mắt và đẹp, màu xám xám, cái nước sơn phải nói rất bắt mắt. Loa tép ở bên cạnh, hình thức còn rất đẹp và nuột nà, hàng bãi zin xịn luôn. Tại Minh Audio Hà Đông thì hàng họ là đảm bảo chất lượng zin xịn cho các bác. Hai đôi này, hai chiếc này thì là cùng một đôi, một con số series 817 và một con 818, nhưng nó vẫn là một đôi. Như rất nhiều những đôi loa tôi đã quay và nói các bác, nếu bác nào để ý thì sẽ biết. Công suất là 10 đến 100, trở kháng là 4 đến 8, sản xuất tại Mexico. Dòng loa Bose thì một là sản xuất tại Mexico, hai là Canada, ba là Ireland và cuối cùng ngày xưa thì sản xuất tại Mỹ. Tôi sẽ mở to để các bác có thể nghe rõ hơn. Một bát 16 và một loa tép bên cạnh. Ơi, để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai gió trắng xa, nó sẽ mạnh từ đời và tép, mặc dù nó vẫn có cả âm bát.